Nghe nói Tết này cả nhà rất thích củ cải ngâm nước tương, nhưng mà cả nhà không biết làm kiểu nào. Thì cả nhà ơi, cùng mình vào bếp làm món củ cải ngâm nước tương nha. Với công thức của mình vừa đơn giản, dễ hiểu và dễ làm nhất luôn. Và đặc biệt á, là ăn rất là giòn ngon, không cần phải phơi nắng thì mình cũng đã có món củ cải ngâm nước tương cực kỳ ngon. Để làm món này, đầu tiên mình sẽ mua củ cải về, mình sẽ cắt đầu cắt đuôi. Kế tiếp nữa là mình sẽ bào cái lớp vỏ ở ngoài mình bỏ đi. Khi mình bào xong á, thì cả nhà sẽ cắt theo cái sở thích của mình. Trong video mình sẽ cắt ra từng khúc cỡ một ngón tay cả nhà. Mình cắt ra miếng, sau đó mình sẽ cắt ra từng khúc. Mình cắt khúc xong á, thì mình sẽ để vào trong một cái thau. Kế tiếp nữa là mình sẽ sử dụng 2 kg củ cải á, thì mình cho 100 g muối. Mình để vào, mình sẽ dùng tay mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn á, mình để trong vòng 30 phút á, cả nhà. Để cho là những cái chất á, mủ trong á, củ cải nó ra. Thì cả nhà thấy là nước ra rất là nhiều. Và hết á, củ cải mình hớt bị hăng cay á cả nhà. Sau đó mình sẽ xả lại, rửa thật sạch đó với nhiều nước. Mình xả đến khi mà mình cắn vào trong miệng mình không còn độ mặn nhiều là được nha. Sau đó mình để ráo, để cho cái củ cải này ra hết nước, thì mình dùng cái khăn mỏng mình vắt á, mình dùng tay mình vắt thật là mạnh, thật là kỹ để cho nước ở trong đây ra hết. Cái công đoạn này thì cả nhà phải dùng lực thật là nhiều nha, có khi là tay sẽ nổi chuột luôn đó. Nó mình vắt xong á thì cả nhà thấy không, nó rất là khô, nhìn y như là phơi khô luôn. Sau đó mình sẽ ướp 2 kg củ cải ra, còn có 1 kg củ cải thì mình cho 1/2 kg đường nha cả nhà. Mình sẽ trộn đều lên. Khi đều rồi á thì mình sẽ ướp trong vòng 12 tiếng. Và 12 tiếng sau á thì á mình sẽ dở ra, thì á cả nhà thấy không, cái củ cải của mình á nó teo mà nó có độ trong, nhìn nó rất là giòn, rất là ngon luôn. Sau đó mình lược ra, mình lấy nước đường, thì á cái nước đường đó mình để vào trong cái nồi, và mình sẽ cho thêm á là 300 g nước tương nè, và kế tiếp nữa là 200 g nước. Và sau đó nữa mình dằn vào 1 muỗng cà phê muối, cái này là mình sử dụng cho 1 kg nha. 2 kg củ cải mình làm xong hoàn thành thì còn 1 kg đó cả nhà. Sau nữa mình để nước nguội, và kế tiếp nữa để cho cái củ cải mình thơm ngon á thì mình sẽ cho tỏi với ớt vào nè. Khi mình để tỏi với ớt vào rồi thì cái nước tương á là đã nguội rồi, mình chế vào luôn. Sau nữa thì á, cái công đoạn này là chưa được nữa đâu. Sau nữa thì mình sẽ rộng đều lên, trộn đều lên á, xong mình sẽ đem đi phơi nắng như cả nhà. Thường thì năm nào nhà mình nó cũng làm cái món củ cải ngâm nước tương á, vì á mỗi năm á củ cải rất là lẻ nhà ơi. Quê mình á mùa củ cải á, có 5.000 một ký, nên mọi người mua mấy ký luôn về để làm cho ăn trong mùa Tết á, nên thấy cũng rất là thích, nên mình thấy á mình chia sẻ với mọi người để mọi người làm ăn những ngày Tết á. Sau nữa rồi á mình phơi á trong vòng á 8 tiếng á, thì mình lấy vô thì cả nhà thấy không, cái nước tương nó ngấm vào bên trong cái củ cải này, ăn không còn bị hăng bị cay nữa. Xong cái món này á mình có thể á là ăn với bánh chưng bánh tét này nếu nhà bạn có, và kết hợp với nữa là mình sẽ ăn với cơm. Vậy là cuối cùng á, cái món củ cải ngâm nước tương của mình đã kết thúc rồi. Rất mong cả nhà sẽ hài lòng với video này. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.